Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Đắk Nông 48 của em nhé. Hôm nay em quay giới thiệu cho tất cả các anh chị em một cái mảnh rẫy khá là đẹp này. Sầu riêng, bơ và cà phê. Sầu riêng là bác chủ nhà là trồng năm thứ tư. Bơ là 100 cây, sầu riêng 100 cây, còn lại cà phê. Và bác chủ nhà có trồng sen phía bên dưới là được vài sào tiêu. Trên đất mình hiện tại là đã có nhà cửa điện đóm đầy đủ. Nước nôi thì thuận tiện, ao hồ nước lớn bác nhé, các bác nhé. Nằm trên mặt đường bê tông thì chiều ngang của cái mảnh đất của mình thì rơi vào khoảng tầm cỡ 70 m mặt đường bê tông. Đường điện lớn trước mặt, đường điện 3 pha và 1 pha đầy đủ hết. Nước nôi thoải mái. Hiện tại trên đất của mình đây là có 100 cây sầu riêng, là bước sang năm thứ 5. Cây này là được 4 năm tuổi, ráp hệ thống tưới bếp toàn bộ khắp vườn. Cây là 8 m. Hệ thống là tưới bếp chôn sẵn. Bơ và sầu riêng là ráp hệ thống tưới bếp hết vườn. 100 cây sầu riêng năm thứ tư. Năm nay là bước sang năm thứ 5 và cây bơ 034 như thế này là có 100 cây bơ 034. Còn lại là cà phê. Thì nguồn thu nhập chính của cái mảnh đất này là hiện tại bây giờ thì một năm bác chủ nhà thu nhập thì trên 2 tấn cà phê trên một năm, có khoảng tầm gấp vài sào tiêu. Sầu riêng này thì từ sang năm giờ đi nó được thu hoạch này, có thể mình cho thu bói. Tại do năm vừa rồi là có một số cây là có hoa, bác chủ nhà đã vặt hoa đi rồi. Và cái địa chỉ đất của mình đây nằm trên địa bàn xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Từ đây thì cách trung tâm trường chợ thì rơi khoảng tầm cỡ gần 2 km. Gần 2 km là tới trung tâm trường chợ các bác nhé. Và cách cái con đường quốc lộ 14 thì rơi vào khoảng tầm cỡ 15 km. Mảnh đất này thì khá là thuận tiện, đất bằng. Phía bên dưới chân hồ thì hơi thoải. Đất này nhẹ, rất là đẹp, rất là phù hợp cho anh chị em trồng cây ăn trái. Và giá bác chủ nhà đưa ra cho các mảnh đất này là 2 tỷ rưỡi nhé. Tổng diện tích là 2 hecta, giá bán là 2 tỷ rưỡi. Đất đỏ ba gian màu mỡ, rất đẹp. Rất là thuận tiện. Phía bên trên đây là bác chủ nhà trồng đông đặc cà phê. Còn phía bên dưới nào có khoảng tầm cỡ vài sào là mới xuống giống tiêu. Còn lại là cà phê đông đặc. Đây là cái hệ thống tưới này. Con nào thích tưới vòi thì chỉ có ráp vòi vào là tưới thôi. Hệ thống là ống đã chôn khắp vườn rồi. Khá là thuận tiện. Xung quanh đây dân cư ở rất là đông đúc. Rất là thuận tiện cho anh chị em nào mà mua để trồng cây ăn trái. Và em xin nhắc lại cái mảnh đất của mình đây là nằm trên địa bàn xã Quảng Tân các bác nhé. Xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Xã Quảng Tân này thì là giáp ranh với huyện Tuy Đức, giáp ranh với huyện Đắk Lấp. Anh chị em nào mà yêu thích cái mảnh đất này thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0903 39 4848. Hoặc kết bạn em Zalo số điện thoại 0969 780789 để em dẫn các bác vào xem cái mảnh đất này. Lát nữa em sẽ quay ở phía trên cao, quay nguồn nước, quanh dân cư và em vẽ đường ranh giới cho tất cả các anh chị xem. Đất khá là bằng, đường đi lại thì thuận tiện, đường nhựa và đường bê tông đi vào tới nơi. Mặt đường bê tông là 70 m, phía bên dưới là hơn 70 m các bác nhé. Đất nở hậu, nước nôi thoải mái. Rất đẹp luôn. Tổng diện tích là 2 hecta. Giá bác chủ nhà bán là 2 tỷ rưỡi. Hệ thống tưới bếp là cây ăn trái là khắp vườn. 100 cây sầu riêng, 100 cây bơ 034, bước sang năm thứ tư. Còn lại là cà phê và trồng được một số tiêu. Rồi bây giờ em sẽ quay ở phía trên cao cho các bác xem.
vườn mình khá là bằng nha các bác nhé. Đất thì bằng, rất đẹp. Phía bên dưới chân của cái mảnh đất của mình đây là một cái hồ nước lớn. Nhà cửa điện đóm đầy đủ, điện mạnh luôn. Nằm trên mặt đường bê tông khá là thuận tiện, cách trung tâm trường chợ là 2 km. Rất là đẹp. Giá bác chủ nhà bán là 2,5 tỷ. Và đây là cái đường ranh giới của mảnh đất của mình. Em vẽ màu đỏ. Dân cư xung quanh cả rất là đông luôn. Đây là cái con đường thông các bác nhé. Đường liên thông giữa hai xã, giữa xã Quảng Tân và xã Đắc Thờ Tích. Cây ăn trái là trồng được hơn một nửa vườn là cây ăn trái phía trên. Cà phê tơ trồng sen. Ở giữa vườn của mình đây là trồng tiêu, khoảng tầm cỡ vài sào là tiêu nhé, trồng vài sào tiêu. Phía bên dưới là đông đặc cà phê nữa. Chân vườn của mình đây là có một cái hồ nước lớn. Và bên cạnh cái hồ của mình là qua cái hồ của mình là có một con suối. Nói chung là cái mảnh đất này thì nước nuôi thoải mái, các bác khỏi lo nhé. Đất thì bằng đẹp. Phía bên chân vườn của mình đây là nải nhẹ. Nói chung là cái độ thoải của cái mảnh đất này thì khá là dễ chịu. Giá bác chủ nhà cũng bán giá là khá là hợp lý, 2,5 tỷ cho diện tích này. Từ sang năm giờ đi là cây ăn trái theo thu chính. Anh chị em quan tâm thì alo cho em nhé. Anh chị em xem xong thì nhớ cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Sau đó nhấn hình quả chuông để tiện theo dõi những video sau nhé.